Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong video ngày hôm nay. Cách sơ cứu khi bị bỏng nước sôi ngay tại nhà là như thế nào? Có lẽ đây là vấn đề mà tất cả các bậc phụ huynh quan tâm nhiều nhất, bởi vì khi mà chúng ta bất cẩn một xíu thì con em của chúng ta có thể chạy đến và qua phải nồi nước sôi, hoặc có thì trẻ con rất là tinh nghịch cho nên là rất dễ bị bỏng. Và cách sơ cứu ngay tại nhà như thế nào để đảm bảo tốt nhất cũng như giúp hạn chế cái quá trình vết thương trở nên bỏng rát và loét cũng như nhiễm khuẩn, thì hôm nay với Đỡ và hướng dẫn cho tất cả các bạn một trong những cách sơ cứu đơn giản nhất ngay tại nhà mà ai cũng có thể làm được cho mình. Và sau đây là chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sơ cứu bỏng nước sôi ngay tại nhà. Trước hết thì phải cho cái người bị bỏng đó tránh xa các tác nhân gây bỏng, hoặc nước sôi hoặc là lửa. Mình phải tránh xa cái nguyên nhân đó càng xa càng tốt và loại bỏ ngay cái nguyên nhân đó lần. Và sau đó thì đưa cái người bị bỏng đó, nếu như bỏng ở chỗ nào thì chúng ta sẽ đem đến cái vòi nước sạch và xả vòi nước ra và rửa cái vết bỏng đó trong 15 phút. Hãy nhớ là rửa cùng với nước sạch hoặc ngâm vào nước lạnh, tuyệt đối không cho đá vào bạn nhé. Và ngâm trong vòng 15 phút, sau đó sẽ lấy ra và dùng gạt vô khuẩn. Chúng ta sẽ lau khô cái vết thương và cái vết bỏng đó. Và tiếp đến khi lau khô xong thì chúng ta sẽ dùng gạt vô khuẩn quấn cái vết bỏng đó lại. Nếu như vết bỏng với diện tích nhỏ thì bạn có thể chăm sóc ngay tại nhà mà không cần phải đến bệnh viện hoặc là các trung tâm y tế. Nếu như vết bỏng với diện tích rộng thì nên đưa bệnh nhân đến trung tâm y tế ngay sau khi bạn sơ cứu. Và lưu ý luôn cho tất cả các bạn nắm rõ về vấn đề sơ cứu ngay tại nhà. Thứ nhất là tránh xa cái nguyên nhân gây bỏng, nước sôi hoặc là lửa ga. Thứ hai đó chúng là ngâm tay hoặc là ngâm cái vết bỏng đó, hoặc là rửa trực tiếp trên vòi nước, nồi nước sạch, không phải là nước nóng hay là không phải là cho đá vào, và tuyệt đối không sử dụng đá để chườm lên vết bỏng. Bởi vì khi bạn chườm đá lên vết bỏng thì nó sẽ làm co lại cái màng bên ngoài và cái nhiệt bên trong nó sẽ không thoát ra được. Bên cạnh đó nó sẽ làm cho vết thương trở nên tồi tệ hơn, cũng như có khả năng lở loét và nhiễm trùng, gây bội nhiễm, ảnh hưởng xấu và làm đau rát rất nhiều. Khi chúng ta ngâm tay vào nước sạch hoặc là xả trực tiếp trên vòi nước sạch thì sẽ làm cho vết thương dịu đi và hạn chế quá trình đau rát và bỏng rợp sau này. Hãy nhớ là sử dụng gạt vô trùng hoặc là khăn sạch và mềm để chúng ta lau khô vết thương sau khi đã ngâm nước lạnh, là ngâm nước sạch đó, để lau khô đi và sử dụng gạt vô trùng để chúng ta quấn cái vết bỏng lại. Và sau đó đưa bệnh nhân đến trung tâm y tế gần nhất để được các nhân viên y tế hoặc bác sĩ chăm sóc và sơ cứu. Phần tiếp theo, và các bạn nên nhớ là tuyệt đối không thoa bất kỳ các phương pháp hay mẹo dân gian nào lên vết bỏng, nhất là kem đánh răng hay nước màu, hoặc là kem trị bỏng, hoặc là mỡ trăng, vân vân và vân vân, các loại thứ thuốc dân gian bôi lên vết bỏng, tránh hiện tượng bội nhiễm, nhiễm trùng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Chúng ta chỉ thực hiện những vấn đề nói trên và đưa bệnh nhân đến trung tâm y tế ngay lập tức. Nếu như vết bỏng với diện tích rộng thì tốt nhất bạn không nên tháo quần áo ra. Nếu như chúng ta muốn thay đồ thì có thể dùng kéo cắt ra và chúng ta sẽ thay lại bằng với đồ mỏng nhẹ để giúp hạn chế sự qua vẹt vết thương, làm vết thương trở nên trầm trọng hơn. Và nên nhờ người thân tháo trang sức ra để tránh hiện tượng là xây xát vết thương. Còn đối với trẻ em thì bậc phụ huynh cần phải bình tĩnh xử lý, và chúng ta cũng tiến hành như vậy, tuyệt đối không hoang mang lo lắng và làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Như vậy là với video chia sẻ đã giúp ích cho tất cả các bạn rất nhiều bằng cách sơ cứu vết bỏng nước sôi ngay tại nhà. Như thế nào rồi bạn nhé? Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.